du lịch không tư trang hành lý, du lịch không tốn công tốn sức này. Chúng ta hãy bay trên chiếc khung cầu cùng với 6 du khách. Anh lời ý kiến và bạn lời ra ngoài. Bạn Hoàng Kim Vân và bạn Đặng Thanh Quân. Bạn Nguyễn Quỳnh Trang và bạn Phạm Ngọc Trâm. Hành trình văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, và mỗi tối thứ năm hàng tuần chúng ta lại gặp nhau và những miền đất mới lại đang vẫy gọi chúng ta. Ngày hôm nay cũng có 6 lữ khách đang rất hào hứng cho chuyến đi này và chúng ta sẽ cùng làm quen với họ. Xin mời những lữ khách đầu tiên. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Điều đầu tiên xin mời quý vị khán giả thử đoán xem quan hệ giữa tôi và người đồng hành cùng tôi là ai. Thưa quý vị, tôi tên là Tiến, hiện công tác trong ngành dầu khí. Công việc của tôi thường phải đi lại rất nhiều, kể cả trong nước và ngoài nước. Tuy nhiên trong các chuyến đi đó thì cái thời gian dành cho du lịch là rất ít. Chính vì vậy hôm nay tôi quyết định gác toàn bộ công việc lại một bên và thực hiện một chuyến du lịch vòng quanh thế giới cùng với hành trình văn hóa với một lữ khách rất đặc biệt, đấy chính là con trai tôi. Cháu tên là Hoài, hiện đang học tại trường Trung học phổ thông Kim Liên. Hy vọng rằng trong một ngày đẹp trời như ngày hôm nay thì với những cái kiến thức vô cùng rộng lớn của bố cháu, thậm chí là còn được mọi người coi như là một cái thùng nước gạo, và cộng với một chút hiểu biết của cháu nữa, thì hy vọng là hai bố con cháu sẽ dành được một chuyến du lịch 7 triệu đồng. Xin cảm ơn. Tại sao lại là thùng nước gạo ạ? Thùng nước gạo là vì các bạn trẻ thì chắc là không hiểu, nhưng mà ngày xưa cái thời bao cấp ấy, nước gạo rất là quý. Thế mà nước gạo thì là tất cả những cái thứ gì đấy người ta là đều bỏ vứt vào đấy cả. Cho nên tôi thì bất kỳ cái gì tôi đọc được hoặc là nghe được tôi đều thu nhận vào đấy. Cho nên các bạn bè nhiều khi hồi trẻ còn gọi là như là thùng nước gạo. Chúng ta đã gặp với hai cha con rất là vui tính. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với những cặp du khách tiếp theo. Xin mời các bạn. Xin chào các quý vị khán giả. Đây là lần đầu tiên tôi được đi du lịch bằng một phương tiện đặc biệt là phi khí cầu và bằng nhiên liệu là những kiến thức từ văn hóa để đi vượt không gian và thời gian, phản khá các miền đất nam đất lạ cùng với người bạn đồng hành là người đồng nghiệp của tôi, chị Hoàng Kim Vân. Xin chào người dẫn chương trình, xin chào các quý vị khán giả và đặc biệt là các bạn đồng nghiệp có trong trường quay S9 ngày hôm nay. Chúng tôi rất là vui mừng bởi vì hôm nay chúng tôi, mặc dù chúng tôi đã làm việc với nhau rất là lâu, nhưng mà lần này chúng tôi mới đi du lịch cùng nhau qua hành trình văn hóa. Chúng tôi rất hy vọng có được sự cổ vũ nhiệt tình của các quý vị khán giả. Xin cảm ơn. Chúng ta sẽ cùng làm quen với những người khách tiếp theo. Xin mời các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Tôi tên là Nguyễn Quỳnh Trang. Và tôi là Phạm Ngọc Trâm. Hôm nay chúng tôi đã vượt qua rất nhiều khó khăn để đến đây, nhưng mà bây giờ chúng tôi đã rất hào hức và đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc hành trình mới. Nhưng mà trước khi bước vào hành trình, tôi xin giới thiệu với các bạn ước mơ mà chúng tôi mang theo trong hành trình này. Đây là các cột xe gió ở đất nước Hoa Tulip. Còn đây chắc các bạn đã nhận ra là kim tự tháp Maya của Mexico rồi. Vâng. Còn đây thì rất dễ rồi, đây là tháp Eiffel của Paris. Cái bước này cũng dễ luôn, đây là đất nước của hoa anh đào, chắc tôi vậy cũng không đến nỗi xấu lắm. Chắc các bạn đã nhận ra được ước mơ của chúng tôi. Chúng tôi luôn mơ ước sẽ được du lịch khắp nơi trên thế giới và khám phá mọi miền đất lạ. Không chỉ hôm nay chúng ta không chỉ tìm hiểu về những điều của xa xôi chúng ta, mà chúng ta còn tìm hiểu những điều gần nữa nhưng mà có lẽ là cũng rất là lý thú và chúng ta chưa biết. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng cùng bước vào trận thứ nhất của chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn. Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta gặp nhau ở trận thứ nhất của chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ở trận thứ nhất như thường lệ chúng ta sẽ cùng đến với 5 địa danh, và ở mỗi địa danh các nữ khách sẽ được mang đến một câu hỏi với 3 khả năng trả lời. Nếu như các bạn trả lời đúng, các bạn sẽ nhận được 500 điểm, và nếu các bạn trả lời sai, các bạn sẽ bị trừ đi 100 điểm. Và chúng ta sẽ cùng tặng cho mỗi một đội 500 điểm. Cùng đến 5 địa danh ở trận thứ nhất này. Như thường lệ chúng ta sẽ cùng mời bố con anh Tiến sẽ là người lựa chọn. Xin mời anh. Chúng tôi xin chọn Pháp, trung tâm của châu Âu. Bạn được mời đến bữa tối của một gia đình người Pháp. Theo như phong tục, bạn sẽ mang đến một món quà nhỏ. Bạn không nên mang theo món quà gì trong những món quà sau? Thứ nhất, bánh. Thứ hai, kẹo. Thứ ba, hoa cúc. Xin mời.
Cả ba đội cùng chọn phương án số 3. Tại sao lại là phương án số 3? Xin mời ý kiến của anh Tiến. Thực ra thì tôi cũng đã đến Pháp nhưng mà cũng chưa được tham dự một bữa ăn tối nào của người Pháp. Nhưng mà tôi nghĩ là bánh kẹo thì cũng không có gì đặc biệt. Thì hoa cúc là chắc có nó một cái gì đấy đặc biệt hơn thì tốt nhất là không nên mang đến. Xin mời ý kiến tiếp theo của đội số 2. Theo chúng tôi được biết ạ, chỉ là hoa cúc thì là một cái chỉ vụ mang đến trong các đám tang thôi. Cũng giống như là tặng người Nhật mà không bao giờ tặng hoa sen thì chúng tôi chọn phương án số 3. Xin cảm ơn chị. Tiếp theo là ý kiến của đội số 3. Dạ, theo tôi được biết thì hoa cúc là, theo như tôi còn nhớ thì hoa cúc là loài hoa dành cho ngày lễ tạ ơn. Chứ không phải là loài hoa mà người ta thường hay tặng nhau khi mà đến ăn tối. Thưa quý vị và các bạn, nếu như bạn tặng hoa cho một người Pháp chẳng hạn thì bạn nên tặng số hoa lẻ và bạn đừng bao giờ nên tặng hoa cúc cả, bởi vì hoa cúc chỉ mang đến trong những đám tang. Và trên đội này chúc mừng cả ba đội, mỗi đội được cộng thêm 500 điểm. Chúng ta sẽ cùng có câu hỏi tiếp theo, xin mời chị Vân và chị Xuân sẽ lựa chọn. Xin chọn Campuchia. Trên lá cờ của Vương quốc Campuchia, bạn sẽ nhìn thấy hình gì trong những hình sau? Thứ nhất, hình một dòng sông. Thứ hai, hình một ngôi đền. Thứ ba, hình bông lúa. Xin mời. Xin mời ý kiến của đội số 1. Chúng ta biết rằng là Campuchia là có cái nền văn minh rất là nổi tiếng là Angkor, trong đó có Angkor Thom và Angkor Wat. Thì tôi nghĩ là trên lá cờ Campuchia là có 5 ngọn tháp là biểu tượng của nền văn minh đấy. Anh đã từng đi Angkor chưa ạ? Tôi chưa đi Angkor nhưng mà tôi đã xem sách và nhìn ảnh rất nhiều về Angkor. Xin mời ý kiến của đội số 2. Tôi xin chọn phương án số 2 bởi vì là Campuchia, khi nói đến Campuchia người ta nghĩ ngay đấy là đến Angkor. Thế còn nghĩ đến Việt Nam chúng ta nghĩ đến hình ảnh gì ngay ạ? Em nghĩ là nếu mà nghĩ đến Việt Nam thì sẽ nghĩ đến hình ảnh là người phụ nữ Việt Nam với tà áo dài duyên dáng mà hôm nay chị đã mang lại đấy ạ. Tôi cảm thấy sung sướng quá và tôi hy vọng là cái chị mà vừa khen tôi ý, chị sẽ được cộng điểm. Vâng, tôi hy vọng là như thế. Xin mời ý kiến tiếp theo của đội số 3. Chúng em đã xem bộ phim Lara Croft và Tomb Raider và rất ấn tượng bởi vì những ngôi đền của Campuchia, vì thế chúng em chọn ngôi đền. Vâng, là biểu tượng. Vâng, và câu trả lời của chúng ta thì không có cách nào khác là chúng ta hãy cùng nhìn xem lá cờ của Vương quốc Campuchia như thế nào. Các bạn hãy nhìn xem hình gì này. Đây chính là hình ảnh tiêu biểu của Angkor, một công trình kiến trúc tiêu biểu của văn hóa Campuchia. Và xin chúc mừng cả ba đội được cộng thêm 500 điểm. Chúng ta sẽ cùng có sự lựa chọn tiếp theo và xin mời bạn Trang và bạn Trâm. Chúng em xin chọn Australia. Mật độ cư dân của nước này hiện nay là bao nhiêu? Thứ nhất, 2 người trên 1 km vuông. Thứ hai, 10 người trên 1 km vuông. Thứ ba, 100 người trên 1 km vuông. Xin mời. Xin mời ý kiến của đội số 1. Chúng tôi chọn phương án số 2. Thì Australia thực chất là một lục địa. Thế cho nên là số cư dân của họ đấy rất ít. Tuy nhiên là so với một số nước khác, ví dụ như là Canada, thì tôi nghĩ là mật độ dân số họ còn thấp hơn. Và xin mời ý kiến tiếp theo của đội số 2. Theo tôi được biết thì nước Úc ạ, là có diện tích bằng nước Mỹ nhưng mà dân số chỉ bằng thủ đô New York, cho nên tôi chọn phương án số 2. Xin mời ý kiến của đội số 3. Tôi được biết là cũng là nước Úc gần bằng diện tích nước Mỹ nhưng mà cái số dân thì cũng chỉ bằng New York ạ. Vâng. Và bạn có biết là diện tích của Australia khoảng bao nhiêu km vuông không ạ? Hơn 7 triệu. Hơn 7 triệu km vuông hay là hơn 7 triệu người ạ? Hơn 7 triệu km vuông. À, thế thì bạn hãy tính lại nhé. 18 triệu km vuông chia cho 7 triệu người thì đáp án là khoảng bao nhiêu? Khoảng 2 km vuông trên một người. Australia tự hào là một đất nước vô cùng rộng lớn. Trong khi đó thì ở Việt Nam chúng ta là 230 người trên 1 km vuông. Và đất nước đông dân nhất thế giới hiện nay là Trung Quốc, có mật độ là khoảng 130 người trên 1 km vuông. Và trong hỏi này thì xin chúc mừng đội số 3 để cộng thêm 500 điểm. Và đội số 1 và đội số 2 vui lòng chủ đi mỗi đội 100 điểm. Chúng ta
ta sẽ cùng mời đội số 3 sẽ lựa chọn tiếp. Tôi chọn Colombia. Vào các chiều thứ 5 và thứ 7 hàng tuần, ở thủ đô Bogota của Colombia, những người dân lại đi xem cái gì? Thứ nhất, cuộc thi đấu bò. Thứ hai, cuộc thi chọn các đôi nhảy đẹp trong tuần. Thứ ba, cuộc thi chọn người đẹp trong tuần. Xin mời. Xin mời ý kiến của anh Tiến và bạn Hoài. Theo tôi nghĩ thì chỉ trong ba phương án đấy chọn phương án thứ ba, thực ra không biết rõ lắm nhưng mà thấy cái phương án thứ ba nó có vẻ hấp dẫn nhất cho nên chọn. Em có từng xem những cuộc thi chọn người đẹp không? Dạ không thường xuyên lắm. Vâng, nhưng mà em lại thấy nó hấp dẫn. À tôi nhớ rồi, bởi vì là bạn ấy có nói là bạn ấy sẽ sử dụng những cái gì của thùng nước gạo để trả lời đúng không? Và câu hỏi vừa rồi, câu trả lời vừa rồi chắc là của bạn ấy mà có lẽ là của thùng nước gạo. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là đội số 2 trả lời như thế nào. Chúng tôi chọn phương án số 2 bởi vì chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà các cuộc đấu bò thì thường là ở Tây Ban Nha. Thế còn các chọn người đẹp thì theo tôi được biết thì là Venezuela là cái đất nước mà có rất là nhiều hoa hậu. Thế thì chúng tôi chọn các cái vũ điệu Mỹ Latin ở Colombia. Vâng, xin mời ý kiến tiếp theo của đội số 3. Chúng em chọn phương án thứ 3 là bởi vì em đã được biết là Colombia là đất nước có nhiều hội hè nhất trên thế giới. Cứ một năm có 365 ngày thì có 100 ngày hội hè. Theo cái trung bình là 3 ngày thì một hội. Và hội hè thì nhiều nhất là chọn người đẹp ạ. Vâng, cảm ơn các bạn. Và thưa quý vị và các bạn, có một điều mà có một môn thi đấu mà các hiệp hội những người yêu động vật phản đối, nhưng những cuộc thi đấu bò này vẫn được tổ chức thường xuyên ở Bogota, Colombia. Những cái hấp dẫn như là thi hoa hậu hay là thi nhảy đẹp ở đây lại không phải, mà vào chiều thứ 5 và thứ 7 hàng tuần ở thủ đô Bogota, những người dân lại say mê đi xem đấu bò, một môn thi đấu mà nó đã có từ cách đây rất lâu khi mà những người Tây Ban Nha đến đây và đã mang cái môn thi đấu này vào đất nước Colombia. Và trong buổi này thì cả ba đội bị trừ đi mỗi đội 100 điểm. Chúng ta còn một câu hỏi cuối cùng về đất nước New Zealand. Chúng ta sẽ cùng đến New Zealand. Câu hỏi về New Zealand. Quả kiwi nổi tiếng ở New Zealand có đặc điểm gì? Thứ nhất, nó có nguồn gốc từ một loại quả ở Trung Quốc. Thứ hai, nó có màu đỏ như màu trái dâu. Và thứ ba, nó có vị cay như khi ta uống rượu. Xin mời. Xin mời ý kiến của đội số 1. Tôi chưa đến New Zealand nhưng mà tôi đã từng ăn quả kiwi. Thì tôi thấy là nó vào vỏ nó thì màu nâu, ruột thì màu xanh mà ăn thì hơi chua chua, chứ không vỏ thì không màu đỏ mà cũng không có vị cay. Chính vì vậy thì tôi chọn số 1. Vâng, tiếp theo là ý kiến của đội số 2. Tôi xin chọn phương án số 3 bởi vì tôi đã ăn quả kiwi ở Trung Quốc. Và nó là vỏ màu nâu, màu xanh và có hạt màu đen. Thì thấy là nó có vị cay. Không ạ, nó em nghĩ là cái quả kiwi mà ở New Zealand thì nó khác với quả kiwi ở Trung Quốc ạ. Vâng, cảm ơn chị. Tiếp theo là ý kiến của đội số 3. Còn theo tôi được biết thì quả kiwi nó không phải màu đỏ, nó cũng không cay. Và như chị Sơn nói là chị đã ăn ở Trung Quốc cho nên em chọn phương án thứ nhất. Và thưa quý vị, là trong những năm 50 các nhà nông nghiệp của New Zealand đã lai tạo được một giống quả rất là ngon và đặt tên nó là kiwi. Quả này nó đặt tên là kiwi có lẽ bởi vì nó có cái vỏ màu nâu và khi mà chín thì nó nâu sậm, mềm như là lông của con chim kiwi. Và cái lịch sử của nó là cách đây khoảng gần một thế kỷ, có một thương nhân người New Zealand đã đem một loại quả từ Trung Quốc về và quả này đã được lai tạo thành kiwi. Và như vậy là trong hỏi này, quả kiwi lại được có nguồn gốc từ Trung Quốc, từ một giống quả được mang về đây để đem trồng và sau đó được lai tạo qua nhiều lần để trở thành trái kiwi ngon tuyệt như ngày nay. Và xin chúc mừng đội số 1 và đội số 3 để cộng thêm 500 điểm. Và đội số 2 bị trừ đi 100 điểm. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã vượt qua chặng thứ nhất của chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là số điểm của các đội sau chặng thứ nhất. Sau chặng thứ nhất, bạn anh Tiến và bạn Hoài có 1.800 điểm. Chị Vân và chị Xuân có 1.200 điểm. Và bạn Trang và bạn Trâm có 2.400 điểm.
các bạn, chúng ta đang gặp nhau ở chặng thứ hai của chương trình Hành Trình Văn Hóa ngày hôm nay. Ở sau chặng thứ nhất này thì số điểm của các đội đang rất là khả quan. Một đội đang được 1.800 điểm, một đội đang được 1.200 điểm và một đội đang có 2.400 điểm. Hy vọng là ở chặng thứ hai này các đội sẽ bứt phá lên một cách ngoạn mục và giành được những số điểm rất cao ở sau chặng thứ hai. Chúng ta sẽ cùng nói đến luật chơi của chặng thứ hai ngày hôm nay như sau. Các bạn sẽ có 5 hình ảnh và mỗi một hình ảnh sẽ có một câu hỏi. Bây giờ các bạn hãy cùng nhìn lên bản đồ. Có 5 địa danh và đội đang có số điểm thấp nhất đó là chị Vân. Vâng, đội đó là đội số 2. Xin mời các bạn hãy lựa chọn. Chúng tôi chọn hình ảnh số 1. Câu hỏi ở đây là bạn đang đến thăm nước nào? Xin mời. Xin mời đội số 2. Chúng tôi hình ảnh số 1 cho ta biết là chúng ta đang ở Bangkok, thủ đô của Thái Lan. Chị đã từng đi Bangkok chưa? Tôi đã đi rồi ạ. Chị đã từng đến đây rồi? Dạ. Đây là chùa Phật Nằm. Chùa Phật Nằm. Và nó có tên là Wat Pho. Đây chính là chùa Wat Pho ở Thái Lan. Quả là các bạn đi đến đâu thì các bạn đã nắm những hình ảnh ở đó, và đi nhiều thì sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức và các bạn sẽ có thể trả lời được những câu hỏi ở chặng thứ hai này. Và các bạn đang xem hình ảnh của chùa Wat Pho, chùa Phật Nằm, có bức tượng Phật Nằm rất là nổi tiếng ở Thái Lan. Và đặc biệt là ở đây người ta còn có thấy có những cái phiến đá bao quanh của chùa mà vua Rama II đã đề nghị là khắc lên đó để nhân dân có thể học tập từ những phiến đá đó những kiến thức trong cuộc sống của mình, bởi vì khi đó thì ở Thái Lan người ta chưa có sách để dạy cho dân chúng. Và trong câu hỏi này thì xin chúc mừng đội số 2, các bạn được cộng thêm 500 điểm. Xin mời đội số 2, các bạn lựa chọn tiếp. Tôi sẽ chọn hình ảnh số 3. Bạn đang thăm chợ hải sản Rangachi, chợ hải sản lớn và nổi tiếng nhất ở Busan, Hàn Quốc. Bạn cho biết những người này đang làm gì? Xin mời các bạn hãy cùng theo dõi. Vâng, xin mời đội số 1. Tôi nghĩ là những người này đang mặc cả cái chuyện mua bán về hải sản. Đang mặc cả những chuyện mua bán. Anh có muốn theo dõi kỹ hơn không? Vâng, xin mời anh hãy cùng theo dõi ạ. Tại sao anh lại nghĩ là họ đang mặc cả? Tức là tôi thấy hình như là họ đang cầm tiền thì phải, cho nên là họ đang, chắc là họ đang mặc cả về giá cả. Vâng, và thưa quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng xem tiếp những hình ảnh. Những người bán hàng ở chợ Rangachi họ đang làm gì? Họ đang giơ những vạt áo của mình lên và tay này thì họ đang giơ những con số. Đấy chính là một cách mặc cả, hay là họ đang tham gia một cuộc đấu giá ở đây. Chính xác là đây là những người bán hàng ở chợ cá Rangachi, và mỗi sáng 6 giờ thì họ tham gia vào một cuộc bán đấu giá và họ sẽ mặc cả đấu giá với cái người bán bằng cách là họ giơ những ngón tay và người khác không thể xem được là họ đang đưa ra cái giá nào, và khi nào mà người bán đồng ý là mua thì họ sẽ tự động là mang cái sọt cá đi. Và như vậy là trong câu hỏi này thì xin chúc mừng đội số 1 được cộng thêm 500 điểm. Bây giờ sẽ là sự lựa chọn tiếp theo và xin mời đội số 1. Chúng tôi chọn hình ảnh số 4 nữa. Câu hỏi ở hình ảnh số 4 rất là ngắn gọn. Bạn đang đến thăm đất nước nào? Xin mời. Xin mời đội số 1. Chúng ta đang đến đất nước Ý. Đây là cái gì ở Ý ạ? Đây là đấu trường Colisée. Ở đó người ta làm gì? Vào thời Trung Cổ thì đấu trường Colisée thì dùng để sử dụng để các võ sĩ đánh nhau với lại cả các loài thú dữ, hoặc là đánh nhau với chính người khác. Vâng, và đó là một thú vui rất là man rợ của thời cổ xưa kia, đúng không? Và đấu trường này được xây dựng từ năm 72 đến năm 80 sau công nguyên. Bạn có thể nhìn thấy rõ ràng đây là đấu trường Colisée ở Ý. Đây là từ bên ngoài của đấu trường, và đấu trường được xây dựng 3 tầng với hình bán nguyệt, và chu vi của nó là 512 mét.
Vâng, ngày xưa ở đây người ta được sử dụng để làm nơi thi đấu giữa những con thú dữ, voi, cọp và người, thường là những tội phạm. Và hiện nay thì bạn có thể đến thăm đấu trường này qua một hành lang người ta xây men theo để có thể nhìn vào bên trong. Và hiện nay đấu trường không còn nguyên vẹn, tuy nhiên bạn vẫn có thể hình dung được một phần tổng thể của đấu trường xưa kia qua một phần hiện nay còn lại. Và trong khoảng này xin chúc mừng đội số 1 để cộng thêm 500 điểm nữa. Chúng ta sẽ cùng có sự lựa chọn tiếp theo và xin mời đội số 1, các bạn vẫn là đội lựa chọn. Lựa chọn hình ảnh số 5. Câu hỏi của chúng ta là bạn đang nhìn thấy hình ảnh của dân tộc nào ở Việt Nam, và đề nghị là bạn hãy nói kỹ cả đến nhóm dân tộc. Vâng, xin mời quý vị. Xin mời ý kiến của đội số 3. Em thưa chị, đây là người Mông ạ. Vâng, đây là người Mông. Tại sao bạn nghĩ đây là người Mông? Bởi vì trang phục mà họ mặc thì đặc trưng của người Mông ạ. Bạn đã từng gặp những người Mông ở đâu chưa? Dạ, mới gặp trên TV đấy ạ. Và bạn đang có 2100 đúng không? Bạn có 2100 trừ đi 100 điểm. Và chúng ta vẫn còn thời gian, xin mời. Vâng, xin mời đội số 2. Chúng tôi cho rằng đây là dân tộc Dao. Dân tộc Dao thì là dân tộc mà sống ở các vùng núi phía Bắc, ví dụ như là ở Sapa có này, ở Yên Bái cũng có. Và quần áo của dân tộc Dao thì họ có một cái đặc trưng là ví dụ như là Dao đỏ thì họ có những cái mũ trùm đầu hoặc những cái khăn, nhất là phụ nữ thì họ đội những cái khăn màu đỏ đó lên trên đầu. Còn một số dân tộc Dao khác ví dụ như là Dao trắng chẳng hạn đó, thì họ sẽ ví dụ như trên đường ở Yên Bái thì họ có mặc một cái bộ đồ quần áo dân tộc màu tràm. Câu hỏi của chúng ta là bạn phải nói rõ là đây là người Dao gì? Người Dao đỏ ạ. Rất là phụ nữ là họ đội cái khăn màu đỏ đó rất là... Vâng. Và bạn đang có 1500 điểm. Bạn có 1500 điểm cộng 400 điểm. Vâng, người Dao có khoảng 473.000 người và sinh sống ở các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc. Có trên 10 nhóm Dao. Và ví dụ như là Dao đỏ, Dao thanh y, Dao quần chẹt, Dao cóc ngáng, rất nhiều nhóm Dao. Và trong hình ảnh chúng ta đang nhìn thấy những người Dao đỏ, và đặc trưng nhất ở đây là họ có những cái khăn trùm đầu màu đỏ với những tua rua màu đỏ ở trên đầu. Tất nhiên là những nhóm Dao khác thì không chỉ phân biệt qua màu, mà quan trọng nhất là chúng ta phân biệt qua tiếng nói, qua phong tục tập quán và qua những trang phục của họ. Nhưng mà với người Dao đỏ thì đặc biệt là họ có cái khăn đỏ trên đầu. Và chúng ta đang theo dõi những ảnh đây là trong một đám cưới của người Dao đỏ. Xin chúc mừng đội số 2 một lần nữa với 400 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ có một sự lựa chọn cuối cùng. Và tôi có một gợi ý cho các bạn là đây là quê hương của Napoleon Bonaparte. Các bạn hãy cho biết đây là ở đâu. Xin các bạn hãy nói rõ địa danh này là ở đâu. Xin mời. Vâng, xin mời đội số 3. Dạ, theo em được biết thì đây là đảo Corse. Đảo Corse nó ở đâu ạ? Là ở miền Nam nước Pháp ạ. Napoleon Bonaparte có một câu nói rất nổi tiếng là chỉ ngửi mùi thôi tôi cũng nhận ra đảo Corse chính là quê hương của ông. Vâng, chúng ta đang xem hình ảnh của đảo Corse với những phong cảnh đẹp mê hồn. Và đảo Corse có một vẻ đẹp rất là đa dạng, từ vịnh nhú đến rừng đến những ruộng nho và những phố thị rất là sầm uất. Và đảo Corse thuộc về nước Pháp từ năm 1789 sau cách mạng Pháp. Và mặc dù là nó được thuộc về nước Pháp nhưng mà nó lại gần bờ biển nước Ý hơn, và nó chỉ cách bờ nước Ý có 80 km. Và đây chính là quê hương của Napoleon Bonaparte. Xin chúc mừng đội số 3 với 500 điểm. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa vượt qua chặng thứ 2 của chương trình ngày hôm nay. Và sau đây sẽ là số điểm các đội sau chặng thứ 2 này. Đội số 1 có 2500 điểm. Đội số 2 có 1800 điểm. Và đội số 3 có 2500 điểm. Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta gặp nhau ở chặng thứ 3 của chương trình hôm nay. Và ở chặng thứ 3 này, các đội khách đang có số điểm rất cao. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nói đến luật của phần thi này. Luật của chúng ta là các bạn sẽ cược tối đa là số điểm mình đang có và tối thiểu là 500 điểm bằng số điểm chúng tôi đã tặng các bạn từ đầu. Và nếu như các bạn
trả lời đúng, các bạn sẽ được cộng với số điểm mình đã cược. Và nếu các bạn trả lời sai, các bạn sẽ bị trừ đi chính số điểm mình đã cược. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho các đội cược điểm. Bây giờ sẽ đến lúc chúng ta gặp gỡ với những vị khách đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ sẽ là sự xuất hiện của những vị khách đó. Xin mời. Xin chào anh ạ, xin chào chị ạ. Nhìn các anh các chị mặc này biết ngay là các chị đến từ một nơi xa. Và các anh các chị đến từ đâu ạ? Xin mời chị. Mình Lạng Sơn. Vâng. Thế xin hỏi là anh tên là gì và chị tên là gì ạ? Tôi giới thiệu là đây là Du, đây là Mai. Du và Mai ạ. Tên đẹp quá. Ngày hôm nay anh chị có bộ trang phục mà rất là đẹp như này. Đây là trang phục truyền thống của dân tộc của anh chị phải không ạ? Vâng. Thế cái bộ trang phục này thì là anh mua hay là do ai làm cho anh? Đấy là mua đấy ạ. À, thế còn chị thì chị có tự làm lấy trang phục quần áo của mình hàng ngày không? Em cái này là ngày xưa để em đi lấy chồng đấy. À, tức là cái bộ mà chị mặc ngày hôm nay là bộ của ông bà để lại đúng không? Vâng. À, để đi lấy chồng thì mới mặc. Tức là trong cuộc đời chỉ mặc có một lần thôi ạ? Vâng. À, thế xong sau đấy thì làm gì ạ? Sau đấy thì đi nhà chồng. À, thế nhưng mà sau đấy thì sẽ làm gì với cái bộ này ạ? Mặc một lần á? Vâng. Để... À, thì cất đi ạ? À, cất vào hòm. Sao lại để lại cho con cháu của mình phải không ạ? Vâng. À thế ạ. Trông rất là đẹp phải không ạ? Tức là ngày hôm nay anh chị đang đi đám cưới này không ạ? Vâng. À đám cưới của ai ạ? Đám cưới của em. Chúng ta vừa có một cuộc nói chuyện nhỏ với cả anh Du và chị Mai. Ngày hôm nay thì các anh các chị đến từ Lạng Sơn, các anh các chị là người dân tộc Nùng. Và họ đến để trình bày những cái phần rất là quan trọng trong một đám cưới. Và ngày hôm nay chúng ta cũng nghĩ là đám cưới của chị Mai và anh Du đi ạ. Trong đám cưới thì thường thường là làm gì ạ? Có hát không ạ? Có hát đấy. À thế ạ? Ai hát ạ? Ai hát ạ? Em hát ạ. Thế bây giờ xin mời anh chị hãy hát một bài gì đó trong đám cưới được không ạ? Vâng, xin mời chúng ta cùng hát. Nhân tạo và về na ma ti yo về su ma ti tình. Hết ạ. Chúng ta lại được một trở ngại về ngôn ngữ bởi vì là anh chị Mai và anh Du thì lại không hoàn toàn hiểu ý tôi, cho nên là tôi hỏi một điều gì anh ấy lại trả lời một nẻo. Ví dụ như tôi biết tiếng Nùng rất là tốt hơn bởi vì là anh chị sẽ trả lời đúng hơn và tôi sẽ phiên dịch lại cho quý vị khán giả. Nhưng mà dù sao thì chúng ta đã có một cái khái niệm về đám cưới của người Nùng ở Lạng Sơn rồi, là cô dâu thì mặc như thế này, chú rể thì mặc đẹp như thế này, và cô dâu thì sẽ mang theo cái bộ trang phục này là do bố mẹ để lại. Có phải không ạ? Và trong đám cưới thì thường là có hát này và còn có nhiều phong tục đặc biệt nữa. Và bây giờ thì sẽ có một cái câu hỏi cho quý vị khán giả mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Trong đám cưới của người dân tộc Nùng, cô dâu sẽ được nhà trai đón về vào thời gian nào trong ngày? Thứ nhất là lúc mặt trời mọc, thứ hai lúc giữa trưa, và thứ ba lúc mặt trời lặn. Xin mời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là mỗi đội chọn phương án số mấy. Xin mời đội số 1. Thực ra thì chúng tôi cũng không dự cái đám cưới người Nùng bao giờ, nhưng mà theo tôi đoán trong ba cái phương án này thì chắc là đám cưới thì là một cái rất là tốt đẹp, cho nên là tốt nhất là đón dâu lúc mặt trời mọc, bắt đầu một ngày mới, mọi cái đều là tốt đẹp. Thế ngày xưa lúc anh cưới thì là anh đón dâu vào buổi nào ạ? Tôi thì đón vào buổi chiều đấy. Ồ thế ạ. Vâng, cảm ơn anh. Tiếp theo là ý kiến của đội số 2. Chúng tôi chọn phương án số 2 là đón vào lúc buổi trưa, vì chúng tôi nghĩ rằng là người Nùng như là ban nãy các bạn đây vừa nói là còn hát nữa, còn đến đón dâu là còn hát hò nữa, và tôi nghĩ là với trang phục của chị lại có một cái ô đấy, thì tôi nghĩ là đón vào buổi trưa nắng thì có một cái ô thì là chắc là nó sẽ để che nắng ạ. Vâng, tôi đoán là phương án 2. Cảm ơn chị. Tiếp theo là ý kiến của đội số 3. Chúng em cũng nghĩ là bởi vì chị có một cái ô rất là đẹp cho nên chắc là để che nắng khi đi đám cưới. Và người Nùng thì thường ở miền cao đúng không ạ? Và sáng sớm thì sẽ có rất là sương mù hoặc là khí hậu sẽ rất lạnh, cho nên là đến giữa trưa thì có lẽ là thời tiết đẹp nhất ạ. Vâng, cảm ơn chị. Bây giờ sẽ là sự giải thích của anh Du và chị Mai ạ. Xin hỏi anh là và theo phong tục của dân tộc Anh thì thường là đón dâu vào buổi nào ạ?
Ui, chọc bơ chơi vào chọc chuối ạ. Mặt cười bạn. Và như vậy là trong câu hỏi này thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án số 3. Và cả ba đội đều không trả lời đúng. Không biết là họ đã trừ của mình bao nhiêu điểm đây. Chúng em xin cảm ơn anh Du và chị Mai rất là nhiều đến tham dự chương trình ạ. Chúc anh chị hạnh phúc ạ. Và đây là món quà của chương trình dành tặng cho anh chị. Xin cảm ơn anh chị. Và xin cảm ơn chị. Vậy là chúng ta vừa tạm biệt anh Du và chị Mai đến từ Lạng Sơn. Và bây giờ sẽ là lúc chúng ta sẽ hỏi xem là các đội đã cược bao nhiêu điểm. Bởi vì trong câu hỏi này thì cả ba đội đều đã trả lời sai. Và bây giờ sẽ là số điểm của các đội sau trạng thứ 3. Xin hỏi là hai đội số 1 đã cược bao nhiêu điểm? Chúng tôi dốc hết vốn rồi. Vậy là số điểm của bố con anh Tiến hiện nay là 0 điểm. Xin chúc mừng anh và cháu. Bây giờ sẽ là số điểm tiếp theo của đội số 2. Đội chúng tôi cũng muốn dốc hết vốn nhưng mà tục lại có câu là đến chơi phải có cái mang về, cho nên chúng tôi giữ lại 500 điểm ạ. Còn bây giờ thì không biết là đội số 3 đã cược bao nhiêu điểm đây? Đội số 2 đang có 500 điểm và các bạn định là các bạn có bao nhiêu điểm đây? Xin mời. Dạ, chúng em cược 1983 điểm ạ. Năm 1983. Có nghĩa là bây giờ các em đang có số điểm cao nhất, 517 điểm. Và thưa quý vị và các bạn, như vậy là kết quả của chương trình ngày hôm nay thật là bất ngờ. Bởi vì là cả ba đội đang có số điểm có lẽ là thấp nhất từ trước đến nay của anh chị Văn Hóa. Nhưng có một điều bất ngờ thứ hai khác nữa là họ vẫn đủ điều kiện để tham gia vào những chuyến du lịch là những phần thưởng của chương trình. Và bây giờ chúng tôi xin công bố giải thưởng của chương trình ngày hôm nay. Với số điểm là 0, anh Tiến và bạn Hoài sẽ giành được những phần thưởng là quà tặng của chương trình Hành Trình Văn Hóa và quà tặng của nhà tài trợ Double Rich. Chị Vân và chị Xuân với số điểm là 500 điểm đã nhận được giải nhì, một chuyến du lịch trị giá 1 triệu đồng. Chúc mừng hai chị. Và với số điểm rất cao là 517 điểm, bạn Trang và bạn Trâm đã giành được một chuyến du lịch trị giá 3 triệu đồng và bước vào trạng thứ 4 của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là những món quà của chương trình Hành Trình Văn Hóa và quà tặng của nhà tài trợ Double Rich dành cho ba đội chơi trong chương trình ngày hôm nay. Hôm nay với những kết quả thật là bất ngờ. Và trạng thứ 4 này chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi du lịch với hai lữ khách đó là Trang và Trâm. Với số điểm là 517 điểm, các bạn vẫn có đủ điều kiện để tham gia một chuyến du lịch trị giá 3 triệu đồng và bước vào trạng thứ 4 của chúng ta. Xin mời các bạn. Xin chúc mừng hai em vì các em đã là người nhận được một chuyến du lịch trị giá 3 triệu đồng. Đây có lẽ là những cô gái trẻ nhất và những cô gái xinh nhất mà đã đạt được giải nhất của chương trình Hành Trình Văn Hóa từ trước đến nay. Số điểm thấp nhất ạ. Và chị biết là em đã đi rất nhiều đúng không? Dạ. Em đã đi những đâu nhỉ? Em đã được đi xuyên Việt từ Bắc vào Nam, đã được đi Đức và một chút Pháp, một chút Áo. Vâng, tức là em đã đi được rất nhiều đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nói đến luật thi của phần thi này. Các em đã có một chuyến du lịch trị giá 3 triệu đồng và bây giờ có một cơ hội khác nữa đang dành cho các em. Nếu như các em bốc thăm được và trả lời được 6 trên 10 câu hỏi trạng thứ 4 thì các em sẽ có cơ hội để cộng thêm một chuyến du lịch nữa. Và bây giờ xin mời các em hãy lựa chọn. Thì chúng em chính... không thích màu xanh cho nên các anh chọn. Vâng, tức là chúng ta sẽ chọn màu xanh đúng không? Vâng. Đây là một chuyến du lịch màu xanh và ở trong này sẽ có trị giá của chuyến du lịch này. Chị sẽ để lại vào vị trí cũ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nói đến luật thi. Ai sẽ là người hỏi và ai người là người trả lời? Dạ, Trang hỏi em trả lời ạ. Bây giờ xin mời em vào vị trí này. Vâng, bây giờ sẽ là thời gian cho em 30 giây bắt đầu. Thank you.
Vâng, xin mời, thời gian bắt đầu. Đại văn hào trường phái lãng mạn nổi tiếng của nước Pháp vào thế kỷ thứ 18. Ngoài ra còn là một nhà thơ lớn nữa. Alexandre Dumas. Một vịnh ở phía Bắc của Việt Nam mà được UNESCO công nhận là di sản văn hóa, là di sản thiên nhiên. Vịnh Hạ Long. Một tổ chức thường trao các chứng nhận về di sản văn hóa và thiên nhiên trên thế giới. UNESCO. Sa mạc lớn nhất thế giới. Sahara. Cô năm bỏ qua. Câu 6 là con sông dài nhất châu Phi. Bỏ qua. Câu 7 là người đánh nhau với cuốn xây gió. Đơn kia tê. Câu 8 là cực nam của châu Phi. Mũi hảo vọng. Câu 9 bỏ qua. Câu 10 là thủ đô của nước Nga. Moscow. Và thưa quý vị khán giả, như vậy là chúng ta đã tìm ra những người thắng cuộc xứng đáng trong chương trình ngày hôm nay. Đúng 6 câu hỏi trên 10 câu hỏi. Và như vậy là các em đã là những người giành được thêm một phần thưởng nữa. Các em có muốn mở ngay ra để xem là các em nhận được giải thưởng gì không? Vâng, xin mời em hãy mở ra giải thưởng màu xanh. Và hãy đọc to cho mọi người cùng nghe đây là giải thưởng gì. Vâng, xin mời. Đây là giải thưởng 4 triệu đồng rồi. Vâng, và là buổi tối hôm nay thật là nhiều niềm vui. Những niềm vui rất là bất ngờ. Hai cô gái với 517 điểm đã tham gia vào chặng thứ tư của chương trình ngày hôm nay. Và họ đã chiến thắng với 6 trên 10 câu hỏi. Và với một giải thưởng là cao nhất của chương trình. Đó là một chuyến đi du lịch trị giá 7 triệu đồng dành cho cả hai người. Chúc mừng các em. Thưa quý vị khán giả, như vậy là tôi nghĩ là các vị cũng có cảm giác như chúng tôi, là hai cô gái bạn Trang bạn Trâm đã là những người rất xứng đáng trong chương trình ngày hôm nay. Sức trẻ cộng với sự hiểu biết và việc các bạn đã đi từ rất là nhiều nơi đã mang lại cho các bạn những chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình ngày hôm nay được tài trợ bởi nhà tài trợ Dabrix. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả.